Xin chào, có lẽ nhiều bạn thắc mắc như thế này. Tại sao một cái vật vô tri vô giác như cái thẻ nhớ được chế tạo từ đất đá và kim loại lại có thể lưu trữ được dữ liệu mà không phải một ít dữ liệu? Lượng dữ liệu nó lưu có thể lớn bằng cả một cái thư viện to như cái sân vận động. Xem video về CPU thì các bạn đã biết, dùng điện và sử dụng bóng bán dẫn, các thiết bị điện tử có thể lưu và xử lý được dữ liệu. Nhưng cái thẻ nhớ nó chẳng cần dùng điện vẫn lưu được. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Như rất nhiều video trước thì mình đã chia sẻ, việc lưu dữ liệu sẽ được tiến hành bằng hai bước. Đầu tiên là mã hóa dữ liệu thành mã nhị phân gồm các số 0 và 1. Và bước thứ hai là lưu các dãy số 0 và 1 này. Cũng như đĩa quang và đĩa tử thì ổ cứng SSD hoặc thẻ nhớ đều có các ô bé tí tí để lưu các giá trị 0 và 1. Nhìn cái thẻ nhớ 128GB bé tí vậy thôi, nhưng có thể các bạn không biết rằng trong nó được cấu tạo bởi 1.100 tỷ các ô nhớ như vậy. Và đối với các ô nhớ của thẻ nhớ thì nó chính là những cái bóng bán dẫn hay còn gọi là transistor. Và như các bạn đã biết thì transistor là một công tắc điện tử, nghĩa là nó dùng chính dòng điện để bật tắt, cho phép dòng điện đi qua hoặc không đi qua. Đối với chiếc thẻ nhớ thì dòng điện đi qua transistor sẽ được quy ước là 1 và dòng điện không đi qua thì transistor mang giá trị là 0. Thế nhưng vấn đề ở đây là làm sao thẻ nhớ lại lưu lại được dữ liệu kể cả khi không có nguồn điện cấp cho nó? Thì nguyên lý ở đây là người ta sẽ nhốt electron lại để khi rút thẻ nhớ ra khỏi nguồn điện, electron vẫn không chạy mất được. Nhờ đó nó vẫn quyết định trạng thái của bóng bán dẫn là có cho dòng điện chạy qua hay không. Điều đó có nghĩa là nó lưu lại được thông tin. Thế còn làm sao để người ta nhốt được electron như nhốt một em cún? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo của bóng bán dẫn trong thẻ nhớ. Loại bóng bán dẫn này nó hơi khác các loại bóng bán dẫn bình thường một chút. Bóng bán dẫn ở đây được cấu tạo như sau. Nó có một lớp bán dẫn P làm nền. Ở hai bên của bán dẫn P sẽ là hai điện cực, ký hiệu là A và B, được nối với hai bán dẫn loại N. Trên bán dẫn P này có một lớp oxit, lớp oxit này không dẫn điện. Trên lớp oxit là một lớp kim loại, người ta gọi cái này là cổng trôi. Và chính nó là cái lồng để nhốt electron. Cụ thể thế nào thì tí nữa bạn sẽ rõ. Tiếp, trên cái cổng trôi lại là một lớp oxit cũng cạnh điện. Và chưa hết, trên cùng nó sẽ là một lớp kim loại nữa, người ta gọi nó là cổng điều khiển. Và chính cái cổng điều khiển này sẽ thực hiện chức năng là điều hành, nhốt hay thả electron. Về nguyên lý hoạt động, nó sẽ diễn ra như sau. Khi người ta có nhu cầu đọc dữ liệu, người ta sẽ nối hai đầu A và B của bóng bán dẫn với một dòng điện và nối thêm một điện cực dương vào cổng điều khiển D. Bây giờ sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là trong cổng trôi C không có electron. Bình thường thì dòng điện sẽ không chạy qua hai đầu bán dẫn A và B vì lớp P ở giữa cản trở chúng. Tuy nhiên, khi đặt điện áp dương vào cổng điều khiển D, điện áp dương sẽ tạo ra một điện từ trường, khiến cho các electron có thể đi từ A xuyên qua P và về B. Như vậy dòng điện chạy qua được bóng bán dẫn và người ta hiểu nó mang giá trị là 1. Trường hợp thứ hai là trong cổng C có nhiều electron. Lúc này dù có dòng điện dương đặt vào D nhưng do electron ở C mang điện tích âm nên đã triệt tiêu tác dụng của dòng điện dương tại D. Vì thế không có điện từ trường dương tác dụng vào P và không có electron chạy từ A qua B. Mà dòng điện không qua thì có nghĩa là bóng bán dẫn mang giá trị là 0. Vậy từ đây bạn thấy việc dữ liệu được lưu là 0 hay 1 phụ thuộc vào lớp kim loại hay gọi là cổng trôi có chứa electron hay không. Đầu tiên, muốn bóng bán dẫn lưu dữ liệu là 1 thì cổng trôi sẽ không nhốt electron. Thế còn nếu muốn bóng bán dẫn lưu giá trị là 0 thì cổng trôi sẽ phải nhốt thật nhiều electron. Nhưng rõ ràng các bạn thấy cổng trôi hoàn toàn cách ly với xung quanh thì làm sao electron chui vào trong nó được. Thì người ta đã áp dụng một hiện tượng gọi là hiện tượng xuyên hầm. Cụ thể là đáng lẽ các electron không thể đi xuyên qua lớp oxit vì nó là chất cách điện. Tuy nhiên, khi người ta đặt vào cổng D một điện áp dương lớn cỡ 12V, đồng thời đặt vào hai đầu AB một điện áp thì sẽ có dòng electron dịch chuyển từ A qua B. Đồng thời, trong quá trình dịch chuyển, một lượng electron mang điện tích âm sẽ bị cực dương D mang điện tích dương hút và chuyển động về phía D. Mặc dù lớp oxit ngăn cách, nhưng dưới tác dụng của lực hút cực mạnh, giống như gái xinh gặp phải đại gia nhiều tiền, nó không cưỡng lại được. Từng hạt electron nhỏ sẽ tìm cách chui qua lớp oxit và đi vào cổng C. Người ta đã cố tình thiết kế lớp oxit giữa P và C thật mỏng để electron có thể chui qua, nhưng nó sẽ không chui được về D vì lớp oxit thứ hai này quá dày. Như vậy chúng ta đã đưa được electron vào cổng trôi và nhốt chúng ở đấy. Cái bóng bán dẫn bây giờ mang giá trị là 0. Ngược lại, muốn đổi nó sang giá trị là 1 thì chỉ cần đặt một điện cực âm mạnh vào D
nó sẽ đẩy hết electron từ C ra ngoài. Như vậy bóng bán dẫn sẽ mang giá trị là 1. Tóm lại, thẻ nhớ lưu dữ liệu bằng cách nhốt các electron trong cổng trôi hoặc đẩy nó ra, tương ứng với giá trị 0 hoặc 1. Việc nhốt được là do hiện tượng xuyên hầm, có điện thì tạo ra lực hút tác dụng đẩy e chui qua. Nhưng ngắt điện thì e không chui qua được và bị nhốt bởi bức tường thành vững chắc. Các nhà sản xuất cho biết những bức tường này có thể nhốt được e trong khoảng 15 năm. Nếu dùng công nghệ chất lượng cao thì có thể nhốt được tới 100 năm. Nghĩa là chiếc thẻ nhớ của bạn có thể lưu dữ liệu an toàn tới 15 năm, loại xịn thì được tới 100 năm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.